nào các bạn, hãy đi đến hồ bơi của chúng tôi. Ha ha, đi thôi. Tuyệt. Chuyện gì vậy? Bạn không thể ở đây mà không có ba mẹ. Ok. Đi thôi. Đừng nhảy xuống hồ bơi. Ok. Chán quá. Yeah. Nè. Con cũng muốn. Chờ con. Đợi con. Đừng chạy. Nó trơn trượt. Rất nguy hiểm. Ok. Đừng đi tiểu vào hồ bơi, đi vào phòng vệ sinh. Ok. Chuyện gì vậy? Con của bạn đâu? Mình đã lạc mất Nikki rồi. Bạn không thể để con bạn một mình. Mẹ ơi, chúng ta đi bơi thôi. Ồ, Nikki, ồ ồ. Coi chừng sét đánh, coi chừng sét đánh. Ồ. Coi chừng sét đánh. Ồ, Nikki. Không có sấm chớp. À, mẹ có một ý tưởng. Đã đến lúc vui chơi. Sẵn sàng. Ok. Đã đến lúc vui chơi. Lên đi. Xin chào. Này các em nhỏ, chúc may mắn khi bơi lội và đừng quên các quy tắc. Mẹ, chúng ta có một kế hoạch lớn cho ngày hôm nay. Đánh răng, lái một chiếc xe hơi, chơi với cát, ăn một ít trái cây. Chúc vui. Ok. Ok. Xong rồi. Chúng ta hãy làm kem nha. Được chứ? Có màu đậm. Có màu trắng. Nó dành cho con. Yeah. Đúng rồi. Đặt vào trong. Và thêm topping sô-cô-la. Sô-cô-la. Sô-cô-la.
Không không không, kem đã sẵn sàng. Con có thích màu hồng không? Dạ. Có ngay. 1, 2, 3, 4, 5. Đập tay. Làm tốt lắm. Qua đây. Wow, tuyệt. 1, 2, 3. Chúng ta cần thêm. Cố lên, phá. Giỏi. 1, 2, 3, 4. Làm tốt lắm. Xong rồi. Đường này, phải làm ơn công viên ở đây. Không gian đậu xe của con là ở đây. Chơi với ô tô. Xong. Chúng ta cần thức ăn. Dạ. Được rồi, đi thôi. Hãy làm một ly sinh tố. Làm thôi. Được rồi, thêm quả chuối. Ok. Mẹ thích nó. Đập tay với mẹ nào. Oh yeah, là một ly sinh tố. Xong. Hãy làm một bữa tiệc bong bóng. Yeah. Được rồi. Wow. Oh. Wow. Trái khóm đẹp lắm. Wow. Tiệc bong bóng. Làm tốt lắm. Một con sư tử. Một con hà mã. Một con hà mã. Hà mã. Oh yeah. Con có thích hà mã không? Dạ thích. Oh, mẹ cũng vậy. Và một con voi. Rất đẹp. Lạc đà. Oh yeah. Đọc sách ư? Dạ. Được rồi. Làm rất tốt. Yeah, chúng ta đã làm xong rồi. Ồ, đó là gì? Đó là một con bướm. Tạm biệt.